Chào các bạn. Trước mặt các bạn là cái thành phẩm bánh bột lọc nhân tôm thịt mà bà Sáu vừa làm xong. Bây giờ mời các bạn xem cái quy trình như cũng như công thức làm món này thế nào nhé. Dear our friend, in front of you is the finished product of tapioca cake Mr. Sid just made. Now we invite you to watch how to make this recipe. Chào các bạn. Hôm nay mình vào bếp mình làm cái món bánh bột lọc. Mình cần những thứ sau đây. Một gói bột năng 400g mình bỏ vô cái ô rồi. 500g tôm, 400g thịt heo sắt. Một muỗng canh nước mắm, 2 muỗng canh hành tím tỏi băm, 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh dầu hột điều, 1 muỗng cà phê bột nêm, 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê tiêu, 100g hành, 100g hẹ, 1 cây chả 400g. Thì vậy thì hôm nay mình vào bếp, qua bếp mình sẽ rang tôm với thịt các bạn. Bây giờ mình chai 2 muỗng dầu các bạn. Dầu nóng á, mình cho hành, tỏi, cho nó thơm. Đó. Bây giờ mình cho thịt vô nè các bạn. Đó. Xào cái thịt đó. Cho bột nêm, đường, muối. Thịt đây mình cho một cái mắm vậy nè, cho nó đậm đà. Rồi mình cho dầu hào, gia vị, mình cho nhưng á mình và mình cho tỏi á, hành băm má nhiều nhiều cho nó thơm á các bạn. Rồi để nó thấm chút xíu đây, mình cho tôm vô. Rồi giờ mình cho tôm vô các bạn. Tôm. Rồi mình cho một liều. Nó thấm thấm lên cái thịt cái màu. Bây giờ cái tôm này xong rồi các bạn. Giờ mình bỏ tiêu nữa là xong á. Thấy chưa hấp dẫn không các bạn? Đây. Bây giờ mình bỏ tiêu nữa nè. Nêm nếm mà cũng vừa ăn hết rồi. Giờ mình bỏ tiêu vô. Rồi, bây giờ mình đem ra mình gói bánh. Bây giờ mình cho chút xíu muối vô trong bột nè các bạn. Cho cái bột nó đậm đà đó. Rồi, bây giờ mình nấu 300ml nước rồi. Mình cho vô trong cái bột nè. Nước nóng á. Rồi mình trộn bột. Mình
mình trộn cái bột mà mình để cho nó nguội nguội chút rồi rồi mình sẽ trộn lại, mình nhồi lại các bạn. Nước sôi á. Bây giờ mình đó mình cứ làm cái bột như vậy. Rồi cho nó nguội nguội bớt chút rồi, rồi bắt đầu mình sẽ nhồi lại nó, rồi nhồi cục lại á. Bột giờ dẻo rồi các bạn. Bây giờ mình bắt đầu bây giờ bột dẻo rồi. Bây giờ mình bắt đầu mình làm bánh đây. Thì mình làm bánh mình lấy cái miếng này mình đậy lên nè. Cho nó cái bột nó ấm á các bạn. Cho nó khô khô. Thì mình làm tới đâu mình rứt bột tới đó. Thì bây giờ mình làm bánh nè. Mình muốn lấy cái cắt miếng nhỏ nhỏ mình cục nhỏ nhỏ mình cán cũng được, mà bây giờ mình muốn làm như thế này cũng được đó. Đây mình cho tôm nè, rồi cho thịt vô đây đó. Bây giờ mình bắt mí đây qua mí đây. Thì mình làm như vậy á, đó. Được một cái bánh này. Hai cái. Đúng ra là cái bánh bột lọc này á, thì người Việt Nam mình hầu hết này ai cũng biết làm hết trơn á, trừ một số mấy người mà trẻ mới nhỏ tuổi mà lớn lên á thì không biết làm, không chịu tập chịu học gì hết á. Thì nói thực tế có người nghe mà có người bà con trong nhà là trong đó xa trơn á, trộn bột năng mà lấy nước lạnh trộn đó. Nó bột này mà trộn nước lạnh nó đâu có dính đâu, nó bờ rờ làm bánh không được, rốt cuộc nó đem đi đổ đó. Thành mình phải cái gì phải cũng có kinh nghiệm, mình phải học hỏi, chứ không phải tự nhiên. Bà Sáu là tự nhiên bà biết lấy nước sôi nước nóng trộn bột này đâu đó. Nhưng mình phải học hỏi lẫn nhau này vậy đó. Cái bánh này cha truyền con nói từ xưa tới giờ rồi, nhưng mà tại vì làm trong gia đình ăn chơi với lại cũng cái mục đích chính là chúng tôi đưa những cái món ăn dân dã của người Việt Nam mình ra cho thế giới bên ngoài người ta biết, chứ còn bên ngoài người ta đã không có biết người ta có làm bánh bột lọc này hay không. Nhiều khi có cái loại bánh giống nhau mà nó cái cách làm nó khác một chút, đại khái nó vậy. Trừ mấy cái đứa nhỏ mà sinh ra lớn lên ở nước ngoài thì nó ăn cái thực phẩm của nước ngoài quen rồi, chứ mà mình lớn tuổi mình đi từ trong nước ra thì ai cũng ăn, mình ăn cái thực phẩm của người Việt Nam mình cũng quen rồi. Qua đây ăn nhiều món cũng không thích hợp với mình đó, thành nhớ thành nhiều người xem video nó là xa xứ mà cũng nhớ quê hương, ăn những món đồ quê hương thì ở đó cũng cái lời mà khích lệ tinh thần của chúng tôi và thực tế chúng tôi như vậy. Bây giờ mình làm được 82 cái bột 800g, mình làm được bao nhiêu bánh đây nè các bạn, được 2 dĩa. Bây giờ mình làm xong rồi nè đó, còn 2 cái nữa xong á, 800g bột 2 gói. Mình tính 2 gói bột đó là làm 2 gói bột. Rồi còn cái nữa. Vậy cũng nhiều cho các bạn. Đó. Hai cái bột đó, làm ra như bánh này với như nhưng đó mà làm ra cũng nhiều á. Bây giờ cái mình xong rồi mình qua mình luộc bánh. Cho tôm thịt. Mình cứ làm vậy đó, xong rồi đó. Vậy hoàn tất có 2 dĩa bánh rồi, chút xíu nữa mình
bột lọc. Ok. Xong. Bây giờ nước sôi, bây giờ mình thả bánh vô nè các bạn. Mình luộc bánh. Đó, mình luộc bánh á. Các bạn thấy không? Đó, giờ thả bánh cho nó chừng 5 phút mà nó chín là chứ gì đâu. Cái đây mình phải luộc mấy lần à? Khoảng 2 lần. Rồi bây giờ mình cho vô đây 2 muỗng dầu. Để mình làm bữa hẹ các bạn. Giờ dầu nóng rồi mình cho cái hẹ vô các bạn. Hành với hẹ nè. Ở đây thì mình ăn cái bánh bột lọc ở quê mình thì ăn với hẹ nè, hành. Làm mình cho lên mặt các bạn. Có chỗ thì thích ăn bây giờ hành hệ là xong rồi, bây giờ mình vớt bánh là xong á các bạn. Đây giờ hệ xong rồi, giờ mình cái bánh này cũng xong rồi, bây giờ mình vớt ra nè. Mình cho vô trong cái nước đó, các bạn, để cho nó khỏi dính á. Đó, nó ra dĩa bánh rồi đó, các bạn thấy không? Tại vì mình bỏ vô đây cho nó khỏi ra dĩa, cho nó khỏi dính đó các bạn. Bây giờ mình thả cái, mình cho cái khác vô này. Đó. Rồi bây giờ mình cho mình vớt ra, đó, ra ra dĩa. Thấy không? Đó, ngon các bạn. Đó, thấy không? Rồi. Thấy đẹp chưa? Bây giờ mình cho bánh vô là tiếp tục nè. Các bạn, hôm nay mình làm cái bánh bột lọc nhân tôm thịt xong rồi. Bây giờ mình mời các bạn nha. Thì cái bánh đây á, mình ăn với nước mắm nè, chua ngọt, với lại cà rốt với củ cải đó. Rồi giờ mình ăn với chai lụa nè các bạn. Thì hôm nay mình làm cái bánh đây xong rồi. Bây giờ mình mời các bạn ha. Các bạn thấy không? Cái bánh cũng ngon cho thấy các bạn thấy không? Mình ăn thử nha, mời các bạn giờ mình ăn thử. Ngon lắm các bạn.
rồi mình ăn với lại cái lụa nữa, với đồ chua. Ngon. Ăn mình uống nước mà các bạn. Nó đúng là cái bánh bột lọc này, nhưng tôm thịt này ai mọi người cũng biết làm hết. Nhưng mình thì cũng hôm nay thì mình làm cái bánh này, mình ăn với lại dưa chua với nước mắm chua ngọt với chả lụa các bạn. Thì mình cũng mời các bạn rồi, giờ mình cũng cảm ơn các bạn, lúc nào mình cũng cảm ơn các bạn nhiều hơn. Chúc các bạn sức khỏe dồi dào, làm ăn phát đạt, gặp nhiều may mắn hơn. Hẹn lại các bạn video kỳ tới hơn. Bye. Thank you for watching.